Con sẽ cãi. Không, để nằm xuống vậy đó, ok. Để bên dưới này căn. Đó, đây. Ok. Đó, nâng lên là đó, ok. Ok. Là cái đầu nghiêng sang chỗ khác, làm kiểu kia. Nhưng mà cái tay để ok đó. Nhưng mà cái này nè. Ok, nó hơi khó chút xíu. Ok. Chụp tấm dưới này. Là cái căn cái hơi xa. Thì em biết vậy thôi. Không, bỏ tay xuống. Đây, nâng tay lên xíu anh. Tay đâu rồi? À, nó nhỏ quá. Mà rung lắm, nó cứ chạy qua chạy lại. Đây, cái tay nó vừa quá. Nó xích qua đây không? Cái tay này như vậy nó kẹt. Khó.